Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh loa và phụ kiện đến từ Nhà Nam Tân Yên Bắc Giang. Chào toàn thể anh em. Trong chương trình tối hôm nay xin giới thiệu với các bác một cái mẫu đồ chơi cho anh em đam mê về bên gà rừng. Đấy là một chiếc kèn nhá. Chiếc kèn hay là chiếc còi, tôi gọi là chiếc còi đi. Chiếc còi tiếng gà, tạo tiếng gà mái, nó là còi thổi tiếng gà mái đấy. Cái còi này là chất liệu bằng đồng nhá. Hiện tại ở shop thì đang có hai phiên bản cung cấp cho các bác nhé, hai phiên bản. Một là phiên bản của Thái Lan. Thái Lan có nghĩa là hàng nhập khẩu Thái Lan 100% các bác nhé. Hàng nhập khẩu Thái Lan 100%. Đây. Hàng rất là đẹp. Nhẫn bóng luôn. Cái này là được đánh bóng nhé, đánh bóng đúng màu đồng luôn. Sáng choang. Và những cái mối liên kết này này là được hàn này, công nghệ kiểu như là hàn bạc ấy các bác nhé, hàn bạc, công nghệ hàn rất là tinh vi xảo. Đấy, kèn này là kèn hai lỗ các bác nhé, kèn hai lỗ, đây là chiếc kèn của nhập khẩu Thái Lan. Đây, và một phiên bản nữa là phiên bản kèn của Việt Nam, kèn của Việt Nam làm nha các bác nhé. Việt Nam là đây, Việt Nam làm thì sẽ là như thế này. Màu của nó thì không phải là màu đồng nguyên chất nữa, màu nó là màu phun nhũ đồng các bác nhé, phun nhũ đồng. Và chất liệu của nó thì nó sẽ mỏng hơn, nó mỏng hơn. Và nó được quấn bằng tôn, quấn bằng cái tôn, quấn bằng tôn đồng ấy. Xong bắt đầu được hàn theo kiểu hàn gió đá nhá, hàn là kiểu hàn gió đá. Và người ta phun sơn lên để che đi những cái dấu vết, những cái điểm hàn nhá. Tại vì cái này là đồ này là nó mỏng, nó rất là mỏng. Người ta hàn bằng gió đá, hàn sơ sơ thôi. Xong bắt đầu vẫn phải lấy nhũ phun lên để che đi cái dấu hàn. Thế còn cái hàng Thái này thì là người ta hàn với công nghệ cao, hàn xong người ta đánh bóng hết, đánh bóng sáng trưng luôn, không hề nổi với mấy gần hàn chỗ nào nhé. Nó rất là đẹp, nó nổi hết lên cả cái vần đồng, rất là sáng nhé. Hai mẫu kèn này thì mẫu kèn nào cũng là mẫu kèn hai lỗ nha các bác nhé. Còn về các bác shop bán hàng là bán hàng trên video thực tế, các bác xem video thực tế đây nhé. Đây là còi của Thái Lan, còi nhập khẩu Thái Lan này, rất là dày dặn, các bác đi rất là chắc chắn nhá. Có nhỡ có rơi xuống các bác mà nó đạp lên ấy, thì cũng không bị bẹp, không bị méo. Thế còn hàng Việt Nam thì nó sẽ mỏng manh hơn. Đấy, thì nó sẽ rẻ tiền hơn. Tiền nào của đấy các bác nhá. Hàng Thái Lan này thì là shop đang bán ra cho các bác là với giá là 230.000 một cái. 230.000 một cái đã bao gồm cước phí nhá. Thế còn các bác mua chung với đồ hoặc là mua nhiều cái một lúc thì sẽ được chiết khấu, cái giá thành nó sẽ rẻ hơn. Các bác có mua chung với món đồ khác, hay mua chung với loa, hay mua chung với cái đồ khác thì cái còi Thái Lan này sẽ tính với giá là 200 nhé, tính giá 200. Còn mua lẻ thì tính giá 230 bao ship. Thế còn cái còi phiên bản của Việt Nam này thì sẽ là giá là 160.000 các bác nhé, 160.000 cái còi này đã vào ship. Và các bác mua nhiều, mua chung với đồ ấy, kết hợp mua đồ luôn ấy, thì cũng sẽ được chiết khấu nhá. Còn các bác mua hàng thì hình thức vẫn là như xưa, các bác cứ điện thoại trực tiếp tới các đầu số của shop, 4 số điện thoại với 3 đầu số Viettel, Vina và Mobi. Các bác ưng gọi đầu số nào thì các bác gọi nhá. Các bác gọi mà không thấy chưa thấy mẹ shop nghe điện thoại ấy, thì các bác cứ bình tĩnh, sau shop sẽ sắp xếp thời gian gọi lại cho các bác nhá. Nhiều khi là nhiều điện thoại nó chèn lên là nghe không kịp. Đây, còn đây là cái kèn tạo tiếng gà mái nhá. Bây giờ tôi sẽ thổi sơ một cái cho các bác nghe âm thanh của nó một chút. Cái này thì phải là anh em đi bẫy chuyên nghiệp, quen tai, dành thì mới biết cách thổi nó mới hay được nhá. Thế còn tôi thì tôi chỉ thổi gọi là thổi thôi cho các bác nghe thôi. Có dở chút để các bác thông cảm nhá. Đây rồi, bây giờ tôi sẽ thử thổi cái còi còi về của Thái trước nhá. Còi nhập khẩu Thái Lan trước. Này, Thái Lan trước nha. Các bác nghe thử này. Đấy, đây là cái còi của Thái Lan nhé. Thế còn các bác đi bẫy chuyên nghiệp thì thổi sẽ hay hơn rất nhiều. Âm thanh rất là chuẩn, rất là trong thực so với cái tiếng gà mái nhá. Thế đây là tôi thổi thử cái còi Việt Nam này. Việt Nam. Đấy,
Cái này thì âm thanh nó sẽ có khác nhau một chút các bác nhé, âm khác nhau một chút, nhưng mà quan trọng về cái công nghệ làm, về cái đồng và cái chất lượng thì là cái cỏi Thái Lan nó hơn rất nhiều, nó dày dặn hơn, nó cứng cáp hơn nhá. Thế ngoài mặt hàng cỏi gà ra thì bên shop còn rất nhiều cái phụ kiện khác để phục vụ cho anh em đam mê chơi gà rừng nhá. Ví dụ như là cái dây xích chân gà chẳng hạn này, dây chân gà, dây thẳng dưới là nam rất là dày, đan theo kiểu hình trụ tròn đây, và chống xoắn đấy là chống xoắn đúc nhá, chống xoắn đúc hay anh em còn gọi là chống xoắn kiểu câu cá biển đấy. Chống xoắn đúc rất là trơn, rất là nhạy và nhìn nó thẩm mỹ đẹp nhá, nó không như cái dạng chống xoắn khô kia. Đây, chống xoắn đúc nhá. Dây buộc chân gà này hoặc là giò bẫy gà. Giò bẫy gà thì như cái mẫu này gọi là mẫu giò bắp chuối nhá, mẫu giò bắp chuối chân đồng cáp xe, da chân đồng cáp xe, dù siêu bền, dây liên kết là dây dù siêu bền một sợi mảnh, thì để tránh được cái tình trạng rối nhá, cái này thì nó ít rối hơn các bác, dễ gỡ hơn. Và cái chân này là chân đồng khoan ba lỗ các bác nhá, khoan ba lỗ, khoan vào lỗ trên để cắm dây cáp qua, mà hai lỗ dây thân để luồn dây cáp lại, thì đảm bảo là cái độ chắc chắn tuyệt đối luôn, không bao giờ có tuột liên kết giữa cáp và chân nhá các bác nhá. Đây là cái giò bẫy. Thế ngoài ra thì còn có cả túi gà mồi nhá, túi gà mồi, túi gà bổi. Túi gà mồi điển hình là cái này là cái màu lá cây khô. Chỗ này là chỗ cài cọc, các bác mua một cái túi thì sẽ được shop tặng cho một cái cọc bằng inox nhá, một cái cọc bằng inox. Đó. Túi gà mồi, phụ kiện đồ gà. Anh em cần cái gì thì alo ủng hộ shop nhá, shop cảm ơn rất nhiều. Anh em theo dõi kênh YouTube của shop thì vui lòng bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới và những cái sản phẩm mới mà shop giới thiệu cho anh em nhá. Anh em vui lòng đăng ký kênh YouTube của shop Tân Ánh nhá. Đây, xin chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong những cái clip sau. Xin chào.